Chào mừng các em đến với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải bài tập trong sách và bài tập của môn toán lớp 4. Các em ở sách và bài tập của môn toán lớp 4, bài 19, bảng đơn vị đo khối lượng. Thì đầu tiên các em sẽ làm bài tập số 1, câu A, viết số thích hợp vào chỗ chấm. 1 dekagram bằng bao nhiêu gram? Ở đây, chúng ta có bảng đơn vị đo khối lượng được viết theo thứ tự giảm dần, tức là từ lớn đến bé. Lớn nhất là đơn vị là tấn, bé nhất là đơn vị là gram. Tấn đến tạ đến yến đến kilogram, hectogram, decagram và bé nhất là gram. Thì trong bảng đơn vị đo khối lượng, hai đơn vị liền nhau, đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé. Cụ thể, tấn và tạ là hai đơn vị liền nhau, 1 tấn bằng 10 tạ. Tạ và yến là hai đơn vị liền nhau, 1 tạ bằng 10 yến. Yến và kilogram là hai đơn vị liền nhau, 1 yến bằng 10 kilogram. Như vậy, 1 yến bằng 10 kilogram thì 1 yến bằng bao nhiêu hectogram? 1 yến bằng 10 kilogram. Do đó, 1 yến sẽ bằng 100 hectogram. Cứ thêm 1 đơn vị là các em sẽ nhân với 10. 2 đơn vị liền nhau, đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé. Thêm 1 đơn vị tiếp theo thì các em sẽ nhân với 10. 1 yến bằng 10 kg bằng 100 hectogram. Nhân tiếp với 10 bằng 1.000 dekagram. Nhân tiếp với 10 bằng 10.000 gram. Ở đây, dekagram và gram là hai đơn vị liền kề nhau. Dekagram lớn hơn gram, cho nên một đơn vị lớn sẽ bằng 10 lần đơn vị bé. Do đó, một dekagram bằng 10 gram. Một dekagram bằng 10 gram, như vậy 10 gram cũng bằng một dekagram. Một hectogram bằng bao nhiêu dekagram? Hectogram và decagram là hai đơn vị liền kề nhau trong bảng đơn vị đo khối lượng. Hectogram là đơn vị lớn, như vậy 1 hectogram bằng 10 decagram. Hay nói cách khác, 10 decagram bằng 1 hectogram. 3 decagram bằng bao nhiêu gram? 1 decagram bằng 10 gram, như vậy 3 decagram sẽ gấp 3 lần của 1 decagram. Tức là các em sẽ nhân lên với 3 lần, các em lấy 10 nhân 3 bằng 30 gram. 7 hectogram bằng bao nhiêu gram? Hectogram bằng 10 dekagram và bằng 100 gram. 1 hectogram bằng 100 gram, như vậy 7 hectogram sẽ gấp 7 lần, các em sẽ lấy 7 nhân 100 và bằng 700 gram. 7 hectogram bằng 700 gram. Tiếp theo, 4 kg bằng bao nhiêu hectogram? Kilogram và hectogram là hai đơn vị liền kề nhau trong bảng đơn vị đo khối lượng. Như vậy, 1 kg bằng 10 hectogram. Do đó, 4 kg, các em sẽ lấy 4 nhân với 10 bằng 40 hectogram. 8 kg bằng bao nhiêu gram? Kilogram, 1 kg bằng 10 hectogram, bằng 100 dekagram và bằng 1.000 gram. Sau đó 8 kg, thì các em sẽ lấy 8 nhân 1.000 bằng 8.000 gram. Tiếp tục, các em sẽ đổi 3 kg 600 gram bằng bao nhiêu gram? Đơn vị mà chúng ta muốn đổi ra là gram, do đó 600 gram các em giữ nguyên. Các em đổi 3 kg bằng bao nhiêu gram, sau đó các em sẽ cộng với 600. 1 kg bằng 1.000 gram. Do đó, 3 kg sẽ bằng 3 nhân 1.000 và bằng 3.000 gram. Như vậy, 3 kg 600 gram sẽ bằng 3.000 cộng 600 bằng 3.600 gram. Tiếp theo, 3 kg 60 gram bằng bao nhiêu gram? 3 kg thì bằng 3.000
3.000 gram. Do đó 3 kg 60 gram sẽ bằng 3.000 cộng 60 và bằng 3.060 gram. Tiếp theo, các em sẽ điền số vào chỗ chấm. 4 dekagram, 8 gram bé hơn 4 dekagram và bao nhiêu gram? Ở đây, bên trái chúng ta có 4 dekagram, bên phải chúng ta cũng có 4 dekagram. Bên trái chúng ta có 8 gram. Như vậy bên phải chúng ta sẽ điền số bao nhiêu? Ở đây 4 dekagram bằng 4 dekagram. Như vậy 8 gram phải bé hơn 9 gram. 2 kg 15 gram lớn hơn bao nhiêu kg và 15 gram? Ở đây chúng ta có 15 gram bằng 15 gram. Như vậy 2 kg phải lớn hơn bao nhiêu kg? Lớn hơn 1 kg. Tiếp theo các em sang câu B, viết tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm. Ở đây chúng ta có 10 gram bằng 1 chấm chấm chấm. Đơn vị ở đây là gì? Trong bảng đơn vị đo khối lượng, đơn vị nào gấp 10 lần gram? Thì trong bảng đơn vị đo khối lượng chúng ta biết 1 dekagram bằng 10 gram. Do đó đơn vị thích hợp mà điền vào chỗ chấm ở đây là dekagram. Tiếp theo, chúng ta có 1.000 gram bằng 1 chấm chấm chấm. Đơn vị thích hợp để điền vào chỗ chấm ở đây là gì? Trong bảng đơn vị đo khối lượng, đơn vị nào gấp 1.000 lần đơn vị gram? Thì chúng ta biết 1 kg bằng 1.000 gram. Do đó đơn vị thích hợp để điền vào chỗ chấm ở đây là kg. Tiếp tục, 10 tạ bằng 1 chấm chấm chấm. Trong bảng đơn vị đo khối lượng, đơn vị nào gấp 10 lần đơn vị tạ? Thì trong bảng đơn vị đo khối lượng 1 tấn bằng 10 tạ. Do đó đơn vị thích hợp để điền vào chỗ chấm ở đây là tấn. 10 tạ bằng 1 tấn hoặc 1 tấn bằng 10 tạ. Tiếp theo, 3 tạ bằng 30 chấm chấm chấm. 30 gấp 10 lần, gấp 10 lần 3. Như vậy trong bảng đơn vị đo khối lượng, đơn vị tạ gấp 10 lần đơn vị nào? Ở đây trong bảng đơn vị đo khối lượng, 1 tạ bằng 10 yến. Như vậy 3 tạ sẽ bằng 30 yến. Do đó đơn vị thích hợp để điền vào chỗ chấm ở đây là yến. Tiếp theo, 7 tấn bằng 7.000 chấm chấm chấm. 7.000 chia cho 7 bằng 1.000. Như vậy trong bảng đơn vị đo khối lượng, đơn vị tấn gấp 1.000 đơn vị nào? Ở đây tấn, tạ, yến, kg. 1 tấn bằng 10 tạ bằng 100 yến và bằng 1.000 kg. Do đó 1 tấn bằng 1.000 kg, 7 tấn bằng 7.000 kg. Đơn vị thích hợp để điền vào chỗ chấm là kg. Tiếp theo, chúng ta có 2 kg bằng 2.000 chấm chấm chấm. 2.000 chia cho 2 bằng 1.000. Như vậy trong bảng đơn vị đo khối lượng, đơn vị kg gấp 1.000, gấp 1.000 lần đơn vị nào? 1 kg bằng 10 hectogram, bằng 100 dekagram và bằng 1.000 gram. Như vậy 1 kg bằng 1.000 gram, 2 kg bằng 2.000 gram. Do đó đơn vị thích hợp để điền vào chỗ chấm là đơn vị gram. Tiếp tục các em sang bài tập số 2, tính 270 gram cộng với 795 gram bằng bao nhiêu. Thì các em sẽ lấy 270 cộng với 795 bằng 1.065 và đơn vị đo là gram. Tiếp theo, 836 dekagram trừ đi 172 dekagram. Thì các em sẽ lấy 836 trừ 172 bằng 664 và đơn vị đo là dekagram. Tiếp tục, 562 dekagram nhân với 4. Thì các em sẽ lấy 562 nhân với 4 bằng 2.248 và đơn vị đo là dekagram. Tiếp theo là 924 hectogram chia cho 6. Các em sẽ lấy 924 chia cho 6 bằng 154 và đơn vị đo là hectogram. Tiếp theo các em sang bài tập số 3, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 9 tạ 5 kg lớn hơn chấm chấm kg là A là 95,
B là 905, C là 950 và D là 9005. Đáp án nào là đáp án đúng thì chúng ta sẽ đi phân tích như sau. Chúng ta biết 9 tạ, 1 tạ bằng 100 kg, do đó 9 tạ sẽ bằng 9 x 100 và bằng 900 kg. Như vậy 9 tạ 5 kg sẽ bằng 900 kg cộng với 5 kg và bằng 905 kg. Ở đây chúng ta có 9 tạ 5 kg, tức là 905 kg. 905 kg lớn hơn bao nhiêu kg trong các số sau? 95, 905, 950 và 9005. Thì như vậy trong các đáp án trên, 905 kg chỉ lớn hơn 95 kg, không thể lớn hơn 950 và càng không thể lớn hơn 9005. 905 thì bằng 905. Thì như vậy ở đây đáp án chính xác là đáp án A, 95, tức là 905 kg lớn hơn 95 kg, hay nói cách khác 9 tạ 5 kg lớn hơn 95 kg. Đáp án đúng ở đây là đáp án A. Tiếp theo các em sang bài tập số 4. Bài tập số 4 có nội dung như sau. Cô Mai có 2 kg đường. Cô đã dùng 1/4 số đường đó để làm bánh. Hỏi cô Mai còn lại bao nhiêu gram đường? Ở đây, đầu tiên, để giải bài toán này, các em sẽ đổi 2 kg đường bằng bao nhiêu gram đường? Đầu tiên, chúng ta có 2 kg. 1 kg thì bằng 1.000 gram. Như vậy, 2 kg sẽ bằng 2 x 1.000 và bằng 2.000 gram. Do đó, số gram đường cô Mai đã dùng làm bánh là, ở đây cô Mai đã dùng 1/4 số đường đó để làm bánh, tức là dùng 1/4 của 2.000 gram để làm bánh. Do đó các em sẽ lấy 2.000 chia cho 4 bằng 500 gram. Như vậy cô Mai đã dùng 500 gram đường để làm bánh. Như vậy số gram đường cô Mai còn lại là, lúc đầu cô Mai có 2 kg đường, tức là 2.000 gram đường, và đã làm bánh hết 500 gram đường. Do đó số gram đường cô Mai còn lại là 2.000 trừ đi 500 bằng 1.500 gram. Vì vậy chúng ta sẽ có đáp số là 1.500 gram. Thì bài tập số 4 đã kết thúc video hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh, nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video kế tiếp.